Vận động viên điền kinh Nguyễn Linh Na vừa được bạn trai lâu năm cầu hôn và cô sẽ chuẩn bị cho đám cưới của mình sau khi giành huy chương vàng điền kinh SEA Games 32. Tối ngày 19 tháng 5, Nguyễn Linh Na vui mừng thông báo trên trang cá nhân việc cô được bạn trai lâu năm Trần Bích Ánh cầu hôn. Cô viết, cảm ơn anh vì 8 năm bên nhau, buồn vui anh luôn bên cạnh. Cảm ơn anh vì ước mơ mang huy chương về cho tổ quốc của em mà đã đồng ý hoãn cưới. Cảm ơn anh người đồng chí đồng đội luôn nhẫn nhịn chịu đựng cô gái bướng bỉnh này. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Em mong mình sẽ khởi đầu một tương lai mới khi em chính thức được gọi anh là chồng, khi hai ta vun vén cho tổ ấm nhỏ, khi hai ta cùng với nhau có những đứa con và vui sống đến già. Vận động viên điền kinh Nguyễn Linh Na đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi cô giành huy chương vàng ở một trong những nội dung vất vả nhất là 7 môn phối hợp. Đến khi Linh Na giành huy chương vàng sau nội dung 800m, người hâm mộ mới biết cô đã lùi kế hoạch tổ chức đám cưới để cống hiến thêm một kỳ đại hội nữa cho thể thao Việt Nam. Chồng của Linh Na, anh Trần Bích Ánh cũng là chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyễn Linh Na là vận động viên giành huy chương vàng SEA Games 31 ngay trên sân nhà. Cô phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 7 môn phối hợp nữ. Linh Na đã được trao tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu của quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022. Nói về cuộc sống hôn nhân tương lai, Linh Na tự sự. Tương lai thế nào, ai dám nói trước. Có thể mình sẽ thành tỷ phú hoặc sẽ là cuộc sống đơn sơ. Nhưng em tin, nơi nào có anh sẽ luôn có em. Vì khi anh trao chiếc nhẫn này cùng tấm chân tình suốt 8 năm qua, em đã cảm nhận được mình đã đúng khi chọn anh làm chồng. Chiếc nhẫn này em sẽ mãi đeo bên mình để luôn cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Một mái ấm nhỏ đang chờ chúng ta phía trước. Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em suốt những năm qua.